Anh biết bây giờ là mấy giờ chưa? Chị nghe em gọi, anh chạy liền tới nè. Em gọi nước uống luôn rồi hả? Ủa đợi anh lâu quá, phải gọi nước uống chứ. Gọi nước uống đi. Ờ vậy để em gọi nha. Anh nhìn em cái gì vậy? Hôm nay sao vậy? Bình thường thôi, có gì đâu. Thì anh cũng nói chuyện với em kiểu vậy, thì em cũng nói chuyện kiểu vậy mà. Anh nói chuyện kiểu gì? Thì kiểu nè, nè. Bộ không được anh. Bây giờ mình bộ em nói chuyện vậy kỳ lắm đúng không anh? Hết hồn luôn. Cái gì vậy? Mới có một tháng thôi đó mà em thay đổi sành sạch chóng mặt vậy? Có phải cô giáo dự hiện của tôi không vậy trời? Em nè. À, vậy hồi nãy giờ là em xin lỗi. Hả, lạ quá phải không anh? Thôi kệ anh đừng có quan tâm. Anh kêu nước đi. Yeah, kêu nước. Đứng ở bên đây, đứng bên đây mà. Ồ, vậy bên đây là bán cái gì vậy? À, em xin lỗi, chị ơi. Thôi được rồi, em ngồi đi. Dạ. Anh đi gọi nước cái nha. Dạ. Ồ, anh bối rối quá. Anh đi đứng được. Alo. Anh Phú hả? Em nè. Anh biết rồi. Ờ, nè, xe không nói gì đi. Dạ, tại em không biết nói gì nữa. Tại em thấy vui quá. Kể từ ngày hôm nay á, em có thể gọi anh bất cứ lúc nào rồi. Anh cũng vậy. Phúc ơi. Dạ. Anh à, mẹ anh gọi. Có gì à, anh gọi lại sau nha. À, dạ. Bye bye anh. Bà về rồi hả? À, tôi mới về. Ủa, bà đi chơi vui không? Hả? Vui. À. Bà có nghe gì không? Hử? Nghe cái gì? Thì hôm đó tôi có ghé bên khách sạn để gặp anh Phúc một chút, tại vì có chút chuyện mà gấp quá cho nên là tôi không có kịp chào bà. Bà thông cảm nha. Ủa, à vậy hả? Ờ, chuyện đó tôi không có biết. Hả? Bà không biết hả? Ờ, đâu có ai nói tôi biết gì đâu. Mấy đứa nhỏ không có nói với bà gì hết hả? Không, không có đứa nhỏ nào nói gì hết á. Cho nên là tôi không biết gì hết. Không có hả? À.
tôi nghe này bà. Cái gì? Bà Ngọc, bà có lộn ngày không? Hả tôi? Tôi lộn rồi hả? Chết rồi, đầu óc tôi để đâu vậy nè? Tôi biết rồi. Rồi, vậy nha. Anh nghe nè. Alo anh Phúc ơi, em xin lỗi anh nha. Em nói sao? Chỉ khoảng 30 phút hả? Em đi đám cưới hả? Dạ, em xin lỗi tại vì hôm nay đám cưới Ngọc bạn em mà em quên mất tiêu rồi. Ờ, thôi được rồi, anh hiểu rồi. Ừ, vậy nha. Bye bye anh. Chết rồi. Alo, tôi nghe nè bà Ngọc. Hả? Đám cưới xong hết rồi hả? Sao anh lẹ quá vậy? Vậy thôi chứ biết sao giờ. Chắc để tôi gửi thiệp mừng sau ha. À, ok, bye bye bà. Anh nghe nè. Alo, anh Phúc hả? Anh ơi, bây giờ em không có đi đám cưới nữa. Hay là mình đi cà phê nha. Được chứ, em đang ở đâu? Dạ em đang ở dưới nhà luôn rồi nè. Anh qua nha. Vậy nửa tiếng nữa anh tới đón em nha. Dạ. Anh nghe nè. Anh Phúc ơi, em xin lỗi nha. Bây giờ em phải đi đám cưới rồi. Hả? Em đi đám cưới hả? Sao vậy? Bộ anh đi rồi hả? Trời ơi, em xin lỗi nha anh Phúc. Thôi được rồi, không sao đâu, anh hiểu mà. Trời ơi, em không biết phải làm sao nữa. Em xin lỗi anh nha anh Phúc. Không sao đâu. Em chỉ giỡn thôi, anh tới mau lên nha. Cái gì vậy? Bộ trò anh khó lắm hả? Anh biết bây giờ là mấy giờ chưa? Chị nghe em gọi, anh chạy liền tới nè. Em gọi nước uống luôn rồi hả? Ủa đợi anh lâu quá, phải gọi nước uống chứ. Gọi nước uống đi. Vậy để em gọi nha. Anh nhìn em cái gì vậy? Hôm nay sao vậy? Bình thường thôi, có gì đâu. Thì anh cũng nói chuyện với em kiểu vậy. Thì em cũng nói chuyện kiểu vậy mà. Anh nói chuyện kiểu gì? Thì kiểu nè. Bộ không được anh. Bây giờ mình bộ em nói chuyện vậy kỳ lắm đúng không anh? Hết hồn luôn. Cái gì vậy? Mới có một tháng thôi đó mà em thay đổi sành sạch chóng mặt vậy? Có phải cô giáo dự hiện của tôi không vậy trời? Em nè. Vậy hồi nãy giờ là em xin lỗi. Hả, lạ quá phải không anh? Thôi kệ anh đừng có quan tâm. Anh kêu nước đi. Kêu nước. Đi đâu bên đây? Đi bên đây mà. Vậy bên đây là bán cái gì vậy? Em xin lỗi. Chị ơi. Thôi được rồi, em ngồi đi. Dạ. Anh đi gọi nước cái nha. Dạ. Anh bối rối quá. Anh đi đứng được. Anh mới kêu bánh kem ăn nè. Ngon lắm á.
Ngon ha. Cái gì mà hai thở dài rồi chặt 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 vậy? Sao mà ngày xưa em có thể khen anh là đẹp trai được vậy ta? Anh nói gì vậy? Anh đẹp trai mà. Không, bây giờ thấy không có chỗ nào đẹp trai luôn á. Coi cho kỹ nè. Đẹp trai à? Dễ thương không? Còn chê nữa không? Hả? Được chưa? Được không? Quá đẹp trai quyến rũ gì nữa, đúng không? Ủa là nãy giờ anh chọc cho em vui á hả? Thấy mắc cười luôn á. Ngày xưa em thấy anh làm cái gì cũng vui hết trơn á. Sao giờ kỳ vậy trời? Nó bị nhạt. Kỳ á. Ngày xưa em thấy anh nha, làm gì cũng đẹp trai, làm gì cũng mắc cười. Nãy giờ anh có cố gắng lắm đúng không? Anh vui. Không vui hả? Không thích hả? Chuyện của đó ăn đi, anh về. Ê, thôi, tự nhiên đi về vậy? Thôi, ngồi xuống này đi. Nãy giờ em giỡn á. Chứ thật ra anh làm gì cũng... Em cũng mắc cười, cái gì anh cũng đẹp trai hết trơn. Trời ơi, mặt đáng yêu đẹp trai chưa kìa. Đó đó đó, cười rồi nhích mép thì cũng đẹp trai nữa đó. Nãy giờ em giỡn thôi, đừng có giận em nha. Em nói là không có giỡn nữa. Thôi, hồi nãy là em mới nhìn cười lắm chứ bộ. Chứ khúc anh làm kiểu gì nè là cười đau bụng luôn á. Nè, ăn bánh đi, ăn bánh đi. Nha, đừng có về nha. Lên đây theo anh. Cẩn thận nha. Đó, nhìn ra xa xa đi. Cảnh vật ở đây yên bình quá ha. Em có thích không? Em thấy cũng bình thường à. Nè, sao cả ngày hôm nay anh làm cái gì cũng không vừa lòng em hết vậy? Em muốn anh sống sao? Thì em không thích, em nói không thích thôi. Anh biết rồi. Em muốn trả đũa anh đúng không? Anh phát hiện ra rồi hả? Thật ra thì anh biết đó, từ trước tới giờ em có bao giờ nhõng nhẽo với anh như mấy cặp đôi bình thường đâu. Mỗi lần mà em tính nhõng nhẽo với anh á, em cứ sợ là anh sẽ không có thích. Nhưng mà từ bây giờ em được nhõng nhẽo với anh rồi, đúng không anh? Cái đó anh không biết nha. Ủa anh sao vậy? Anh giận hả? Thôi mà đừng có giận em nữa. Mày mới không có giận vậy nữa. Với lại từ đây về sau, cho dù có giận em hay là em có làm gì anh không thích, anh cũng phải nắm tay em, không được buông tay em ra đâu đó nha. Em sợ là em với anh lại mất nhau một lần nữa nha. Từng giây từng phút mãi mãi mình có nhau. Yên tâm đi, từ đây về sau anh sẽ không để mất em nữa. Đừng có lo. Hãy tin và yêu anh đi người nhé, chúng ta sẽ bên nhau đến lúc già, tình ta sẽ mãi đẹp như thế đó, đến khi làn da nhăn nheo và chấm dứt.